Tuệ Tâm Giác Ngộ xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các khán giả thân thiết đã quay trở lại cùng kênh của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, điện thoại di động dường như đã trở thành vật bất ly thân đối với bất cứ ai. Công nghệ ngày càng phát triển, điện thoại lại ngày càng trở thành người trợ thủ đắc lực của chúng ta. Tuy nhiên, cũng có không ít những câu chuyện đáng tiếc đã xảy ra xung quanh chiếc điện thoại mà chủ yếu là từ việc sạc điện thoại không đúng cách. Để tránh những hậu quả đáng tiếc này, hãy cùng chúng tôi điểm danh 4 không khi sạc pin cho điện thoại trong video ngày hôm nay để chúng ta cùng lưu ý quý vị nhé. Sạc điện thoại tuyệt đối tránh 4 kiểu này, cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe mà nhiều người không biết. Mến chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Trong thời buổi công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, điện thoại di động gần như là vật bất ly thân của rất nhiều người. Tuy điện thoại di động mang lại rất nhiều tiện ích cho cuộc sống của chúng ta, nhưng thiết bị này cũng tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hại nếu chúng ta sử dụng chúng không đúng cách. Và theo kết quả của một số thống kê được tiến hành gần đây, thì những sai lầm từ việc sạc điện thoại chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc cho người sử dụng. Ngay bây giờ, mời cô bác hãy cùng chúng tôi điểm qua 4 không khi sạc pin cho chiếc điện thoại của mình. Tránh được 4 việc này, chắc chắn cô bác sẽ phòng được rất nhiều tai nạn thương tâm xuất phát từ chiếc điện thoại thân quen mà chúng ta vẫn luôn sử dụng mỗi ngày. 1. Sạc điện thoại trong nhà tắm. Ngâm mình trong bồn tắm là sở thích của không ít người. Để giết thời gian, có người sẽ đọc sách, có người sẽ nhấm nháp một ly rượu hoặc nằm yên để thư giãn. Nhưng cũng có người chọn cách sử dụng điện thoại di động trong khoảng thời gian này, và thói quen này đã gây ra không ít sự cố đau lòng. Hồi tháng 7 năm 2011, một thiếu nữ 14 tuổi sống tại bang New Mexico của Mỹ đã bị điện giật gây tử vong ngay tại bồn tắm vì sử dụng smartphone trong lúc điện thoại đang cắm sạc. Người thân của cô gái trẻ cho biết, khi gia đình phát hiện ra sự việc thì thi thể của cô bé đang chìm trong bồn tắm, bên cạnh là một chiếc smartphone đang cắm sạc cũng chìm trong nước. Người ta đã phỏng đoán nguyên nhân gây tử vong là do cô bé đã vô tình làm dính nước vào chiếc smartphone đang cắm sạc hoặc đã vô tình làm rơi chiếc điện thoại đang cắm sạc vào bồn tắm đầy nước. Do đó, dù cho cô bác có đang sử dụng những chiếc smartphone có trang bị chức năng chống nước thì cũng không nên đem chúng vào nhà tắm. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng cần giáo dục cho con em của mình hiểu rằng điện và nước là hai thứ không được đặt gần nhau để tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. 2. Sạc điện thoại qua đêm. Các nhà sản xuất smartphone khuyến cáo chúng ta không nên duy trì thói quen sạc điện thoại qua đêm quá thường xuyên. Bởi thói quen này không những gây ảnh hưởng trực tiếp tới tuổi thọ của pin mà còn có khả năng gây nguy hiểm cho tính mạng của người sử dụng. Và trên thực tế, việc điện thoại phát nổ khi sạc qua đêm đã từng xảy ra rất nhiều lần. Ngoài ra, một tác nhân khách quan khác có thể làm gia tăng mức độ nguy hiểm cho việc sạc điện thoại qua đêm chính là việc điện thoại bị chèn ép bởi nệm, gối hoặc ốp lưng. Những vật cản này sẽ làm cho điện thoại không thể thoát nhiệt một cách dễ dàng. Mà hiện nay, loại pin được dùng phổ biến trong hầu hết các loại smartphone chính là pin lithium-ion. Loại pin này cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ, và nếu nhiệt độ khi sạc tăng lên quá cao, khả năng xảy ra tình trạng cháy nổ điện thoại là rất lớn. Do đó, để không gây nguy hiểm đến tính mạng, tốt nhất là cô bác không nên cắm sạc qua đêm. Trong trường hợp bất đắc dĩ, cô bác nên sạc điện thoại cách giường ngủ của mình càng xa càng tốt để đảm bảo an toàn. 3. Sạc bằng bộ sạc kém chất lượng. Có khá nhiều cô bác chọn cách mua những củ sạc hoặc cáp sạc có giá thành rẻ hơn so với các bộ sạc chính hãng. Tuy nhiên, việc sử dụng các bộ sạc kém chất lượng này có thể gây ra nhiều tác hại cho điện thoại và tính mạng của người sử dụng. Những bộ sạc không chính hãng sẽ có số lượng linh kiện ít hơn và chất lượng linh kiện cũng không đáp ứng được các quy chuẩn đo lường chất lượng. Bên cạnh đó, các bộ sạc này cũng có điện áp đầu ra không ổn định. Ngoài ra, các linh kiện như diode, điện trở, mối hàn của những cục sạc giá rẻ sẽ không có chất lượng cao và không được làm tỉ mỉ. Đấy cũng là lý do vì sao chúng ta cầm cục sạc chính hãng sẽ thấy nặng tay và chắc chắn hơn so với những cục sạc lô. Nếu cô bác sử dụng những cục sạc và dây sạc kém chất lượng thường xuyên, tuổi thọ của pin điện thoại chắc chắn sẽ giảm xuống. Đấy là chưa kể đến nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra, gây nguy hiểm cho người sử dụng, nhất là cho trẻ em. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã công bố kết quả điều tra về những hậu quả của việc sử dụng bộ sạc kém chất lượng trên điện thoại. Theo đó, nhiều người dùng đã bị hỏng nặng, thậm chí là bị điện giật khi sử dụng các bộ sạc giá rẻ. Nổi bật nhất là trường hợp một cô gái 19 tuổi,
cô đã bị bỏng nặng vì dùng sạc điện thoại không đảm bảo chất lượng. Kết quả là điện đã bị rò rỉ và khiến cô gái bị bỏng cấp độ 2. Trong một trường hợp khác, một người đàn ông đã để chiếc điện thoại đang cắm sạc bên cạnh mình khi đang ngủ. Dây sạc đã bị rò rỉ điện khiến người đàn ông này bị điện giật đến mức rơi ra khỏi giường. Do đó, cô bác hãy sử dụng bộ sạc điện thoại của những hãng có thương hiệu được tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế hoặc được chính hãng ủy quyền để phòng tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. 4. Vừa sạc điện thoại vừa sử dụng. Ngày 24 tháng 5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận một nam thanh niên ngụ tại quận Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân này nhập viện với bàn tay trái bị dập nát, vùng mặt có nhiều vết thương do điện thoại bỗng nhiên phát nổ khi người này vừa sạc điện thoại vừa chơi điện tử. Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã tiếp nhận một nam bệnh nhân 23 tuổi bị mất thị lực, cháy xém toàn thân và tổn thương nhiều cơ quan khác như thủng màng nhĩ, gãy tay trái, nổ do điện thoại khi sạc gây ra. Do đó, để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc như trên, cô bác không nên vừa cắm sạc vừa dùng điện thoại. Ngoài nguy cơ phát nổ, trong quá trình sạc pin, điện thoại sẽ phát ra những bức xạ cường độ thấp có khả năng gây tổn thương đến não của chúng ta về lâu về dài. Đặc biệt là nếu cô bác đặt điện thoại ở gần đầu của mình hoặc nghe điện thoại trong quá trình sạc thì lượng bức xạ gây ảnh hưởng đến não của cô bác sẽ đạt mức cao nhất. Bên cạnh đó, cô bác cũng nên hạn chế việc để các loại máy có nhiều từ trường như máy tính, máy nghe nhạc gần điện thoại trong quá trình sạc, bởi khi cô bác sạc điện thoại, nếu các linh kiện điện tử không đảm bảo chất lượng hoặc bị hỏng, mạch nguồn có thể bị thủng, điện áp cao sẽ phóng thẳng tới điện thoại rồi gây ra tình trạng hỏng điện thoại và giật. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho cô bác, nhất là khi cô bác dùng những chiếc điện thoại có vỏ bằng kim loại. Ngoài ra, trong lúc sạc điện thoại, cô bác cũng nên đặt điện thoại ở những nơi khô thoáng và mát mẻ. Nếu cô bác có sử dụng ốp lưng cho điện thoại, nên tháo chúng ra trước khi cắm sạc. Điều này sẽ giúp nhiệt được thoát ra nhanh hơn, từ đó hạn chế tình trạng cháy nổ xảy ra trong lúc sạc điện thoại cho cô bác. Những thời điểm không nên sử dụng điện thoại di động. 1. Không dùng điện thoại lúc trời mưa dông. Hồi tháng 5 năm 2015, một thanh niên ở tỉnh Điện Biên cùng 6 người thân đang gặt lúa giữa đồng thì trời bắt đầu có mưa và sấm sét. Bỗng nhiên có chuông điện thoại reo lên và anh thanh niên này đã lấy điện thoại ra nghe. Ngay lập tức, anh đã bị tia sét đánh trực diện vào người. Tai nạn này đã khiến anh tử vong tại chỗ và 6 người thân xung quanh đều bị thương. Đến tháng 6 năm 2015, một trường hợp tương tự lại xảy ra với một nhóm trẻ em ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trong lúc các em đang chăn bò thì có một em dùng điện thoại di động. Ngay lập tức, em này đã bị sét đánh trúng và tử vong tại chỗ. Các em khác thì bị thương nặng và phải nhập viện để cấp cứu kịp thời. Trên thực tế, do Việt Nam nằm tại trung tâm của vùng dông châu Á, một khu vực được đánh giá là một trong ba nơi có dông sét hoạt động mạnh nhất thế giới, nên cô bác phải hạn chế việc sử dụng điện thoại di động khi trời mưa dông để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Bên cạnh điện thoại di động thì việc sử dụng điện thoại cố định khi có dông sét cũng khá nguy hiểm, bởi sét có thể thâm nhập vào đường điện, cắp điện thoại và lan truyền ở khoảng cách rất xa. Trong một số trường hợp, năng lượng của tia sét sau khi đánh vào sẽ không bị tiêu tan ngay mà sẽ truyền theo dây điện thoại. Và dây điện thoại sẽ vô tình trở thành đường dẫn truyền cho tia sét từ bên ngoài vào trong nhà. Do đó, khi đang nghe điện thoại cố định ở trong nhà, chúng ta vẫn có thể bị sét đánh như thường. 2. Không dùng điện thoại khi đang lái xe. Trong những năm gần đây, ngày càng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây ám ảnh dư luận. Mà một trong những nguyên nhân phổ biến là do người điều khiển giao thông có thói quen sử dụng điện thoại để xem phim, nghe nhạc, nhắn tin, gọi điện, thậm chí là chơi game trong lúc lái xe. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, nếu cần nghe điện thoại, cô bác hãy dừng hẳn xe lại để nhận cuộc gọi. Bên cạnh đó, tuyệt đối không được nhắn tin hay lướt mạng, chơi game khi tham gia giao thông để bản thân chuyên tâm vào việc lái xe. 3. Không dùng điện thoại suốt ngày. Ngoài những mối nguy hiểm kể trên thì cũng có một trường hợp khó tin khác, đó là tử vong do dùng điện thoại không kể giờ giấc. Cũng vào khoảng giữa năm 2015, một cô gái người Trung Quốc đã bị đột tử sau khi thức trắng đêm để nghịch điện thoại. Cô gái này được phát hiện trong trạng thái tắt thở ở tư thế nằm nghiêng trên giường, hai mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào màn hình của chiếc điện thoại di động. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của cô gái này ban đầu được xác định là do thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi. Các chuyên gia đã cho biết, việc thường xuyên mất ngủ cộng với việc thức trắng đêm nghịch điện thoại đã khiến cô gái mệt mỏi quá độ mà qua đời. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho biết thêm, việc chúng ta nghịch điện thoại trước khi đi ngủ là vô cùng có hại, bởi chúng sẽ gây tích tụ độc tố ở não, làm mất khả năng tập trung, làm suy giảm trí nhớ và khả năng tư duy của chúng ta. Như vậy là video của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hy vọng rằng